Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang xin thông báo một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay chúng ta được thụ hưởng nhiều loại hình thông tin hiện đại với những công cụ truyền tải đa dạng hiệu quả. Tuy nhiên, có một dạng thức thông tin đã tồn tại trong hàng chục năm qua, đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi cho đời sống xã hội, đó là hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Đài truyền thanh xã phường là thiết chế văn hóa rất quan trọng ở địa phương, cơ sở, được coi là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân, là công cụ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Với lợi thế kịp thời, tiện ích, đài truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với những ưu điểm mà không có loại hình thông tin, truyền thông nào thay thế được. Thực tế, đời sống đã cho thấy hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy tác dụng rất lớn trong đời sống xã hội, nhất là khi đất nước, địa phương có chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hay xảy ra các sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp hoặc có những thông tin thời sự cần thông báo kịp thời đến người dân. Đài truyền thanh cơ sở giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh nhất, đặc biệt là những cảnh báo từ ngành chức năng địa phương để có phản ứng kịp thời, giảm tới mức thấp nhất những tác động xấu, tổn thất nghiêm trọng. Phía sau những chiếc loa truyền thanh là sự cần mẫn hàng ngày của đội ngũ những người làm công tác truyền thanh cơ sở. Họ không quản khó khăn vất vả, thậm chí cả sự thiệt thòi về vật chất, thù lao để phục vụ công việc một cách tận tụy, trách nhiệm và nhiệt tình. Đã gần 30 năm nay, anh Lê Xuân Trung ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc gắn bó với nhiệm vụ vận hành đài truyền thanh của địa phương. Mỗi ngày công việc của anh Trung bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 6:30, buổi chiều từ 17 giờ đến 18:30, đảm bảo hoạt động của hệ thống truyền thanh từ xã đến 8 thôn làng với 24 cụm loa cao và thấp. Ngoài việc tiếp sóng các chương trình của đài truyền thanh huyện, bình quân mỗi ngày anh trực tiếp đọc và phát đi hàng chục nội dung văn bản, thông báo cấp xã và hơn 100 thông báo cấp thôn xóm. Ngoài thời gian trong ngày ra thì có nhiều những các cái thông tin đột xuất. Thì nửa buổi sáng hoặc là buổi trưa, bất kể lúc nào mà có những cái thông tin đột xuất thì đài đều làm việc. Đối với cấp ủy, chính quyền xã Ninh Khang, hệ thống loa truyền thanh là công cụ tuyên truyền, kênh thông tin hữu hiệu, phục vụ đắc lực công tác quản lý điều hành tại địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã Ninh Khang xác định cái hệ thống đài truyền thanh là một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong công tác tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái nghị quyết của các cấp đến với lại người dân. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì hệ thống đài truyền thanh của xã Ninh Khang đã được tăng cường để củng cố cả về số lượng, chất lượng và cái thời lượng hoạt động. Chúng tôi thấy là nó rất là tiện lợi, bởi vì một cái là tất cả những cái kế hoạch từ xã đến cái nhiệm vụ chính trị của thôn là chúng tôi đều nhờ vào hệ thống truyền thanh để tuyên truyền và phổ biến cho bà con nhân dân. Đối với người dân trong xã, chiếc loa truyền thanh đã trở thành người bạn thân thiết. Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Thọ Vực vừa làm việc vừa có thể lắng nghe, nắm bắt tình hình thời tiết hay các thông báo chỉ đạo cấp thiết từ chính quyền địa phương. Cái loa của loa truyền thanh chiều trên nóc nhà nó mang lại rất lợi ích cho nông dân, là vì rằng coi như có những cái tuyên truyền thì dân coi như là mới biết được và phục tùng rất là tốt. Ví dụ như là thu hoạch lúa mùa cũng dưa, hoặc là làm ngô đông, hoặc là phòng dịch Covid cũng dưa, bà con rất chấp nhận, rất là tốt. Sau khi sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Đài truyền thanh huyện Vĩnh Lộc vẫn giữ nguyên chức năng nhiệm vụ là công cụ tuyên truyền quan trọng, là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương. Mặc dù chỉ có 4 cán bộ nhân viên thuộc diện biên chế và 1 cán bộ hợp đồng, nhưng bình quân mỗi ngày, Đài truyền thanh huyện Vĩnh Lộc vẫn duy trì sản xuất một chương trình phát thanh thời lượng 25 phút, phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Ngoài ra, Đài còn cung cấp nội dung phục vụ trang thông tin điện tử của huyện và các tin bài cộng tác với Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Các chương trình phát sóng và một số nội dung thông tin của Đài huyện sẽ được các đài truyền thanh xã, thị trấn tiếp phát lại. Sau khi Đài truyền thanh sáp nhập với Trung tâm Văn hóa, thì chúng tôi vẫn duy trì được cái chương trình hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi sản xuất một chương trình 25 phút và mỗi một tháng như vậy là 24 đến 25 chương trình.
phát sóng trên cái hệ thống phát thanh FM của đài huyện. Trong thời gian tới để nâng cao cái hiệu quả của hệ thống truyền thanh thì chúng tôi sẽ rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất và có cái đầu tư thích đáng trong cái việc là hiện đại hóa cái hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã theo cái xu hướng là thông minh, hiện đại và đáp ứng được cái nhu cầu của cách mạng 4.0. Năm 2019, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia cũ được sáp nhập vào thị trấn Tĩnh Gia. Năm 2020, huyện Tĩnh Gia chuyển thành thị xã Nghi Sơn, thị trấn Tĩnh Gia chuyển thành phường Hải Hòa. Với diện tích và quy mô dân số khá lớn, đây được xem là phường trọng điểm của thị xã Nghi Sơn về phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và du lịch. Bởi vậy, cấp ủy chính quyền địa phương rất coi trọng công tác tuyên truyền. Hệ thống truyền thanh cơ sở chính là công cụ quan trọng được địa phương quan tâm và phát huy một cách hiệu quả. Chúng tôi xác định rằng nhiệm vụ tuyên truyền là một nhiệm vụ rất là một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị và kinh tế của địa phương, và trong đó đặc biệt là đối với công tác giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị, phát triển du lịch trên địa bàn của phường. Để từng bước hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở theo xu thế 4.0, xã Hải Nhân là đơn vị đầu tiên của thị xã Nghi Sơn được đầu tư ứng dụng công nghệ truyền thanh thông minh, loa không dây. Thay vì trước đây phải bố trí một phòng để thiết bị máy móc, âm ly, loa đài và ít nhất là 2 đến 3 người quản lý vận hành, thì đến nay chỉ với một chiếc laptop được kết nối Internet và một cán bộ công chức văn hóa xã ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng có thể vận hành được hoạt động của cả hệ thống truyền thanh cơ sở. Cái thuận lợi của đài truyền thanh thông minh, thứ nhất là về cái con người sử dụng là tiết kiệm được cái thời gian trong chỉ cần cài đặt một lần là có thể là phát được cả tất cả các chương trình khi mình muốn. Đối với đài truyền thanh thông minh ấy, thì nó rút ngắn được cái thời gian mà chuẩn bị các cái tài liệu để mà phát sóng và thu gọn được cái lực lượng con người tham gia trong cái việc phát sóng. Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay toàn bộ các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đài truyền thanh cơ sở, trong đó có xã có đến 2 đài. Thời lượng hoạt động của các đài phổ biến từ 1,5 giờ đến 3 giờ một ngày. Thực hiện tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh huyện. Ngoài ra, các đài truyền thanh cơ sở còn làm chương trình riêng về từng lĩnh vực mà địa phương cần tuyên truyền. Nhiều đài làm được từ 2 đến 3 chương trình trong tuần với thời lượng từ 15 đến 20 phút. Nội dung tuyên truyền bài bản, công phu, người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu. Thực hiện quyết định số 308 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020. Đến nay, toàn huyện có 100% đài truyền thanh cấp huyện được trang cấp thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số, thiết bị lưu trữ số và hệ thống truyền thanh không dây. 80% đài truyền thanh cơ sở thuộc vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của đài truyền thanh cấp huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các đài truyền thanh cơ sở hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như chất lượng nguồn nhân lực thấp và không đồng đều, kinh phí chi thường xuyên hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, nguồn thu từ dịch vụ không có, hầu hết cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đầu tư đã lâu, lạc hậu và bắt đầu xuống cấp, thiết bị lưu trữ số chưa được đảm bảo, tỷ lệ phát sóng của đài truyền thanh các xã miền núi còn thấp, chế độ tiền công, tiền lương của cán bộ viên chức làm công tác truyền thanh rất thấp, không có phụ cấp nghề. Để tháo gỡ những khó khăn trên, nhà nước cần sớm ban hành cơ chế chính sách đầu tư phát triển sự nghiệp truyền thanh cấp huyện, quan tâm đến chế độ chính sách phụ cấp đặc thù cho viên chức truyền thanh, đặc biệt là cán bộ chuyên trách cấp xã, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2021-2025, tổ chức các lớp đào tạo lại, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm truyền thanh cấp huyện và cơ sở. Có như vậy mới phát huy được hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở, bởi đây là kênh thông tin quan trọng đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, đồng thời là công cụ chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là diễn đàn thể hiện quyền được biết, được bàn của nhân dân, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn mới.